Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Ở tại California, một người đã bắn chết 5 người, bao gồm vợ, rồi tự tử. Thưa quý vị, đó là một tay súng bắn chết 5 người, trong đó có vợ của ông ta, trước khi tự tử. Lúc bị cảnh sát chặn xe vào chiều thứ Tư, các giới chức đã cho biết như trên. Hiện chưa biết lý do tại sao có vụ nổ súng xảy ra tại một căn nhà và một doanh nghiệp ở Bakersfield, cách Los Angeles khoảng 90 dặm về phía Bắc. Rõ ràng đây không phải là một vụ nổ súng ngẫu nhiên. Ông Danny Youngblood, cảnh sát trưởng Ken Cody, nói với đài truyền hình Carol TV, có tới 6 người chết trong một thời gian ngắn. Ông còn nói thêm, ban đầu thì tay súng cùng với vợ đến một doanh nghiệp xe tải trước 5:30 chiều, nơi ông đối đầu với một người đàn ông. Nghi can là người chồng bắn chết người đàn ông ở công ty xe tải, rồi quay qua bắn chết vợ mình. Sau đó đi theo và bắn chết một người đàn ông khác đến sau. Ông Youngblood nói như trên, sau đó thì tay súng đến một căn nhà và bắn chết thêm 2 người nữa. Vị cảnh sát trưởng nói, kế đến thì tay súng cướp một chiếc xe hơi của một phụ nữ đang chở con của cô. Phụ nữ và đứa con thoát được an toàn, còn tay súng đã lấy chiếc xe và lái lên xe lộ, bị một cảnh sát viên phát hiện. Và ông Youngblood nói, thế là tay súng tấp vào một bãi đậu xe khi cảnh sát viên đến gần chiếc xe và chĩa súng. Nghi can tự bắn vào ngực và chết tại chỗ. Cảnh sát đã tường trình như trên. Và cảnh sát cũng chưa tiết lộ danh tính nghi can như thế nào. Liên quan đến Tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị, một quyển sách nói về ông Trump đã đắt như tôm tươi. Quyển sách bom tấn của nhà báo kỳ cựu là Bob Woodward đã viết về Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lan tràn nhanh chóng khi vừa phát hành. Đó là theo hãng tin AP cho biết, quyển Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng mô tả là tại tòa Bạch Ốc hỗn loạn dưới thời ông Trump đã bán được hơn 750.000 bản. Nhà xuất bản Simon và Schuster loan báo vào hôm 12 tháng 9, một ngày sau khi cuốn sách được bày bán trên các kệ sách. Với đà này thì quyển Nỗi sợ gần như chắc chắn sẽ đạt 1 triệu bản sách bán ra. Một cột mốc mà cuốn Lửa và Thịnh nộ của tác giả Michael Wolff, một cuốn tường thuật khác về Tổng thống Trump cũng từng đạt được như vậy. Với tốc độ bán này, vốn bao gồm bản in, bản điện tử và bản thâu âm, nằm trong số tốc độ tiêu thụ nhanh nhất đối với một tác phẩm, không phải là tiểu thuyết. Hồi năm 2004, cuốn hồi ký My Life của cựu Tổng thống Bill Clinton đã bán được hơn 1 triệu bản chỉ trong 8 ngày. Cuốn Nỗi sợ đã bao trùm các trang báo chính trị kể từ khi có tin về nó hồi tuần trước. Trong sách thì ông Trump được mô tả là một người dốt nát và dối trá, cũng như đội ngũ nhân viên cánh tay của tòa Bạch Ốc phải tìm cách giảm tối đa thiệt hại. Giống như cuốn Lửa và Thịnh nộ, ông Trump lên án Nỗi sợ là láo tuếch. Một số cựu quan chức của tòa Bạch Ốc từng nói chuyện với Woodward đã tìm cách tránh né sự liên can. Liên quan đến cơn bão thì thưa quý vị, người Việt vùng duyên hải Carolina đã chuẩn bị đón bão dữ. Nhiều cư dân người Việt ở hai tiểu bang North và South Carolina đang chuẩn bị chống chọi với một trận bão hung hãn sắp sửa ập vào bờ đông của Hoa Kỳ, mà nhà chức trách nói sẽ gây nên một điều kiện thời tiết thảm họa với những trận cuồng phong và mưa gây ngập lụt. Đó là cơn bão Florence, một trong những trận bão mạnh nhất ở bờ đông của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua, hiện đang được phân loại là bão xoáy nhiệt đới cấp 3 với sức gió là 125 dặm một giờ. Dự báo thời tiết cho biết là tới trưa ngày thứ Năm, bão sẽ đem gió với cường độ bão nhiệt đới tới vùng duyên hải của North Carolina và tới tối khuya thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu sẽ có gió cường độ bão xoáy và triều cường nguy hiểm. Nó sẽ là một cú đấm kiểu, tức là võ sĩ quyền Anh Mike Tyson giáng vào vùng duyên hải Carolina từ thứ Năm cho tới cuối tuần. Quản trị viên thứ cấp của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp liên bang là Chip Bayer phát biểu sáng ngày thứ Tư. Ngày hôm nay là ngày tốt nhất để di tản.
ông đã cảnh báo như trên. Chị Nguyễn Trà My ở thành phố Myrtle Beach của South Carolina mô tả quang cảnh đường phố trống lốc vào chiều ngày thứ Tư. Chị nói hầu hết mọi người đã rời đi sau khi thống đốc tiểu bang này đã ban hành lệnh di tản bắt buộc vào chiều thứ Hai, mà tính tới giờ hơn 300.000 người đã tuần hành. Và bản tin tiếp theo cho biết là Stormy Daniels sắp ra cách cuốn sách nói vì hé lộ toàn bộ về ông Trump. Thưa quý vị, cô đào phim người lớn Stormy Daniels, người nói rằng cô từng có quan hệ tình ái với Tổng thống Donald Trump một thập niên trước, thì hôm 12 tháng 9 cho biết là cô đang viết một cuốn hồi ký kể lại mối quan hệ tình ái mà cô tố cáo ông Trump đã có với cô và một chiến pháp lý về chuyện này. Cô Daniel, 39 tuổi, tên thật là Stephanie Clifford, phát biểu trên chương trình The View của kênh ABC rằng cuốn sách của cô nhan đề là Hé lộ toàn bộ, sẽ được St. Martin's Press, một nhánh của nhà sản xuất Macmillan, phát hành vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận về mối quan hệ với cô Daniel. Và cô Daniel cho biết cô viết về công việc của cô cũng như việc kiện tụng ông Trump. Vụ kiện của cô là nhằm để vô hiệu hóa một thỏa thuận không tiết lộ mà cô đã ký trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong đó, cô cam kết giữ im lặng về điều mà cô gọi là quan hệ thân mật với ông Trump. Trong vụ kiện này thì vốn được đưa ra hồi tháng 3 năm nay ở Los Angeles. Cô Daniels nói rằng thỏa thuận không tiết lộ là không có giá trị và cô có quyền thuật lại công khai mối quan hệ với ông Trump, bởi vì ông chưa bao giờ ký thỏa thuận đó. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, cựu Tổng thống Bush vận động cho ứng viên Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Mỹ là George W. Bush đang âm thầm củng cố cơ hội cho các ứng viên Cộng Hòa ở những nơi mà Tổng thống Donald Trump đang chật vật. Vào hôm 12 tây tháng 9, thì ông Bush đã tổ chức một sự kiện ở Fort Worth ở Texas cho dân biểu Cộng Hòa là Will Hurt ở địa hạt bầu cử mà ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Vào ngày 14 tháng 9, thì ông Bush dự định sẽ có mặt ở Florida, tiểu bang mà ông Trump chỉ thắng với khoảng cách nhỏ, để vận động cho thống đốc Rick Scott trong cuộc đua vào thượng viện. Cựu thống đốc Florida là Jeb Bush, và người cũng chia sẻ tham dự sự kiện vận động cho ông Scott, đã cho biết trong một email rằng bầu huynh của ông đang giúp đỡ cho các ứng viên thượng viện trên cả nước. Một cựu tổng thống khác là ông Barack Obama cũng đã quay trở lại chính trường sau 2 năm ngồi ngoài lề để vận động cho các ứng viên Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Đảng Dân Chủ đang muốn tận dụng sự không được lòng dân của ông Trump để giành thêm ít nhất là 23 ghế ở Hạ viện để đạt thế đa số. Khi đó thì họ sẽ có thể kích hoạt các cuộc điều tra về chính quyền của ông Trump và có thể sẽ bắt đầu quá trình luận tội ông Trump. Đảng Cộng Hòa đang ngày càng lo ngại về khả năng đẩy lùi những ứng viên Dân Chủ đang có mục tiêu giành lại Thượng viện để có thể kiểm soát hoàn toàn hai viện Quốc hội, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong khi đó thì ông Trump ký lệnh trừng phạt can thiệp bầu cử. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 9 đã ký một sắc lệnh hành pháp để bảo vệ các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ khỏi bị bên ngoài can thiệp bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên các quốc gia và các phần tử nào muốn tìm cách can thiệp. Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan tình báo đánh giá xem liệu một cá nhân hay thực thể bất kỳ nào có hành động can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ hay không và chuyển những thông tin đó cho Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa. Và sau đó thì dựa trên đánh giá về tính hợp lý cũng như tác động của thông tin, tình báo đó sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt tự động. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ là ông Dan Coats cho biết, cộng đồng tình báo sẽ có 45 ngày để đánh giá và sau đó hai cơ quan kia sẽ có 45 ngày để quyết định cần có hành động hay không. Ông Coats nói với các phóng viên như trên, thưa quý vị. Và Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Tài chánh sẽ quyết định các biện pháp trừng phạt bổ sung phù hợp để khuyến nghị và thực thi.
Ông cũng nói thêm như trên. Các biện pháp chế tài khả dĩ bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế các giao dịch bằng ngoại tệ, hạn chế tiếp cận các định chế tài chính của Hoa Kỳ và ngăn cấm công dân Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty có liên quan. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc là John Bolton cho biết. Ông còn nói các biện pháp cấm vận sẽ được áp đặt trong khi diễn ra hoặc sau bầu cử tùy thuộc vào chứng cứ thu thập được. Tiếp theo thì Hoa Kỳ trừng phạt hai công ty Nga Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên, thưa quý vị. Đó là bản tin nói về vào ngày 13 tháng 9, thì Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty ở Nga và một công ty tại Trung Quốc, sau khi cáo buộc hai doanh nghiệp này đã cho hỗ trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào công ty Volaris Silver Star đặt tại Nga và công ty Genbayan Silver Star Network Technology đặt tại Trung Quốc. Ngoài ra, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thì một công dân Triều Tiên tên là Song Hwa Chong cũng bị trừng phạt. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với một cơ quan dịch vụ cảng biển của Nga cùng các công ty Trung Quốc vì đã giúp đỡ cho tàu thuyền Triều Tiên cũng như bán thuốc lá rượu cho Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể làm tổn hại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và bộ trên cũng cho rằng Washington không nhận thức được việc gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng đầy nguy hiểm như thế nào. Lệnh trừng phạt được Hoa Kỳ đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang chững lại, thưa quý vị. Và đối về phía Trung Quốc thì Hoa Kỳ không chịu bất kỳ sức ép nào để thỏa thuận với Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters đưa tin vào ngày 13 tháng 9, một ngày sau khi cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc cho biết là chính quyền Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Quốc tái khởi động các cuộc đàm phán. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington không chịu bất kỳ sức ép nào để có được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng, chúng tôi không chịu bất kỳ sức ép nào để có được một thỏa thuận với Trung Quốc. Chính họ mới chịu sức ép phải tạo ra thỏa thuận với chúng tôi. Các thị trường của chúng tôi đều đang tăng cao, trong khi thị trường của họ thì đang sụp đổ. Chúng tôi sẽ sớm thu về hàng tỷ Mỹ Kim, thuế và sản xuất sản phẩm nội địa. Trong khi đó, thì theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 13 tháng 9, đa số các công ty Hoa Kỳ đã hoạt động tại Trung Quốc đã bị tác động mạnh sau những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn trên thế giới, thưa quý vị. Và bản tin sau đây liên quan đến tiểu bang Michigan, đó là một người đã giành bạn trai, một nữ sinh đã đâm chết bạn học. Thưa quý vị, một nữ sinh 16 tuổi bị đâm hai nhát giữa ngực, tử thương trong lúc đánh nhau trong lớp hồi sáng thứ Tư, có thể vì tranh giành một nam sinh cùng học trường. Fitzgerald, đó là ở ven đô Detroit. Ủy viên cảnh sát địa phương là William Dyer cho hay, hai nữ sinh cùng là học sinh giỏi, thường xuyên đạt mức điểm là A. Vũ khí của thủ phạm 17 tuổi là dao sắc thịt bò. Nạn nhân tắt thở tại phòng cấp cứu khoảng 1 giờ sau đó. Trước đây không có bất đồng giữa hai bên, ông Dyer xác nhận nam sinh Linh đã liên hợp hợp tác với ban điều tra và vụ đâm nữ học sinh được báo cáo vào lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Thưa quý vị, hãng Apple trình làng sản phẩm mới đó là iPhone, iPad, đồng hồ. Mới đây, công ty kỹ thuật Apple trở thành công ty trị giá thị trường trên 1.000 tỷ Mỹ Kim đầu tiên. Sự kiện tháng 9 hàng năm khai diễn kỳ này vào lúc 1 giờ trưa thứ Tư giờ miền Đông tại hội trường Steve Jobs ở Cupertino ở California, đã giới thiệu một số sản phẩm mới mà giới hâm mộ đã trông đợi, đó là 3 máy iPhone mới, một iPad Pro mới, một máy xách tay laptop và đồng hồ Apple mới. Apple dưới thời giám đốc đồng sáng lập là Steve Jobs
đã qua đời, từng biến các sinh hoạt giới thiệu sản phẩm mới thành sự kiện hào hứng như đại nhạc hội đang vươn lên. Đại doanh nghiệp có giá thị trường trên 1.000 tỷ đã tiếp tục duy trì ngôi vị cao nhất trong danh sách các thương hiệu cao nhất của tạp chí Forbes. Này thì Apple đứng trước một số nghi vấn. Làm sao tiếp tục thu lợi trong lúc thị trường chứng kiến đã doanh thu toàn cầu giảm với smartphone? Và làm sao thích ứng với định hướng kinh tế của ông Donald Trump? Bằng cách nào giải đáp hoài nghi về vai trò của kỹ thuật thông tin trong cuộc sống hàng ngày của con người? Thông tin về doanh lợi tăng của Apple là liên tục, báo cáo về hai quý là 53.3 tỷ Mỹ Kim về doanh thu. Nhà phân tích kỳ cựu là Jane Munster phỏng đoán rằng Apple tung smartphone với màn hình rộng hơn, giá cao hơn, thì theo ông các sản phẩm đeo trên tai là lĩnh vực có thể tiếp tục phát triển. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin Hoa Kỳ. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát. Sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.